Rồi. Thì trong phạm vi buổi trước đúng không? Thì mình đã có dẫn mọi người làm mới thành menu hết đời không? Có menu gồm hai level đúng không? Đấy. Bán trước thì hôm nay sao mình sẽ bài nhá. Đây. Những cái thuộc tính HTML CSS cơ bản đây, mọi người làm cho mình cái đoạn văn này được không? Rồi cho anh em khoảng bên nhà làm chưa? Ai bên nhà làm bên này chưa? Chưa không? Ok, thì cho 5 phút để hoàn thành cái này nhá. Cái này chắc thời gian gõ mất thời gian chính chứ. Vào notdb.vn chụp bài tập. Anh để ra ngoài, tắt em ra ngoài em ơi. Anh Mạnh ơi. Anh tắt luôn, tắt loa đi. Tắt mic kìa, tắt mic. Đâu anh? Anh dùng mic mà. Vâng, anh tắt mic cho em ơi. Anh kế hơi ổn. Mic à? Vâng. Vâng đây anh. Anh chào, tắt mic như gì nè. Đây à? À, đây, đây, đây. Rồi. Khá đủ rồi. Mình sẽ chữa bài nhá. Thì bài đây. Cho đoạn văn này đúng không? Mình cứ có một cái header đúng không? Là giải thích bài tập đúng không? Thì trên mình cứ cho H1 nhá, giải thích bài tập này. Được chưa? Trước tiên cứ phải có cái khung mẫu thằng HTML đã đúng không? H1. Danh sách bài tập. Bài 1 triển khai thương thức PHP. Đoạn văn đúng không? PHP. Triển khai thương thức PHP. Cách hai chấm triển khai được CP để sao tập một tư tận mắt phân tích các thông điệp và trao đổi. Nó phải các cái kiểu chữ này anh. Thêm cái style của chữ để mình làm luyện cái kiểu style của chữ. Trong quá trình thử thử. Sự tương ứng giữa thực tế dài quá đúng không? Sẽ cắt bớt đi. Bài 2. Tên của
PT1 và PT2. Ok rồi, yêu cầu đúng không? Chữ này viết hoa toàn bộ đúng không? Chưa, xem kết quả mình đang có là gì nhá. Chuẩn bị xem con đồ căn chỉnh. Đang này đúng không? Bây giờ mình đang cần thằng này ở giữa đúng không? Và tất cả viết hoa đúng không? Thằng này ở giữa này, tất cả viết hoa này, chưa? Mình sẽ đầu tiên mình gắn link CSS vào nó, chưa? Link này. Gắn CSS rồi H1 đúng không? H1 này cần ra giữa và chữ to đúng không? Rồi chọn H1 text align center. Center đúng không? Chữ chữ to chữ white đúng không? Text transform uppercase chưa? Ra giữa tất cả hoa này một thằng nhá. Thằng thứ hai yêu cầu nó là gì? Bài 1, bài 2 viết hoa đúng không? Rồi sẽ thêm class cho hai thằng bài của bài 2 này. Span đúng không? Class để số bài chẳng hạn. Bài hai thằng này cần viết hoa nghiêng nghiêng tất nhiên đúng không? Rồi à, phải đặt các là chữ nghiêng đi cho nó dễ phân biệt. Chữ nghiêng. Chữ nghiêng. Chọn các chữ nghiêng này. Đúng full style có italic đây chữ nghiêng. Nghiêng được đúng không? Rồi nhá. Chữ nghiêng này đúng không? Trong này nó sẽ có những cái gì, những cái kiểu gì? Chữ nghiêng này đúng không? Chữ đậm này, gạch chân này đúng không? Chữ đậm này và gạch chân này. Rồi nghiêng gạch chân. Thì đây là gạch chân của thằng Wood chứ nhỉ? Hay là gạch chân của? Tôi cứ thêm gạch chân vào đi. Đúng không? Gạch chân này thêm một lát là gạch chân nữa đúng không? Gạch chân này thì là gì? Text decorate đúng không? Decor underline đúng không? Underline màu đỏ đúng không? Đúng không? Những chữ triển khai này phương thức này đúng không? Đấy. Gạch chân này thì cho cái thằng này vào thằng triển khai phương thức này. Span. Là thằng gạch chân. Đúng không? Chưa, gạch chân đỏ chưa? Đúng không? Chữ đỏ gạch chân này. Thằng hai chấm này gạch chân xanh này được chưa? Thì mình lại đổi thằng gạch chân xanh, gạch chân xanh và chữ nghiêng này, hai chấm chữ nghiêng này đúng không? Chân hai tương tự đúng không? Màu blue green đây. Hai chấm này đúng không? Chỗ này vừa chữ nghiêng và cái chân đúng không? Thằng này vừa chữ nghiêng này vừa gạch chân này đúng không? Class chữ nghiêng gạch chân này hai và chữ nghiêng. Đúng không? Thì thằng này cái chân và chữ nghiêng này chưa đây đúng không? Cái chân chữ nghiêng này
thằng này in đậm này đúng không, thì lấy thêm một cái lát, cái lát nữa in đậm chữ đậm đúng không? Chữ đậm thì là gì, phân quét đúng không, thằng nào có chữ đậm chạm bắt phân tích phát thông này, ok chạm bắt phân tích đây đúng không? Span đó, cho trong này thêm cái chữ đậm chưa, lại đậm này đúng không, đọc tôi này HTV2 chữ đậm đúng không, này chữ đậm này, thằng này chỉ cả đậm nghiêng này đúng không, thì mình sẽ ghép hai thằng đấy vào. HT router là chữ đậm thôi đúng không? Router chữ đậm. Lát chữ đậm. Đúng không? Thằng này thì cả chữ đậm cả chữ nghiêng đúng không? HTV2 này. Cả lát gồm cả đậm cả nghiêng. Chữ nghiêng. Chưa, tải động này, thằng này vừa động bằng nghiêng này thằng này đúng không, phần còn lại là chữ nghiêng hết đúng không, ok thì mình sẽ cho cái đặt tên của hai này vào trong chữ nghiêng bài hai này. Đấy. Thằng này của chữ nghiêng này đúng không, dòng này tất cả đều nghiêng đúng không, trừ hai đậm đúng không, tất cả nghiêng đúng không, trừ thầy đậm này, thầy được vừa đậm nghiêng này chưa. Đấy, còn lại dòng bài một thì sao, dòng bài một đúng không, có chỗ thực này, đến chữ tế này đúng không, là chữ nghiêng đúng không, rồi từ chữ thực đến chữ tế, thực đúng không, chữ tế là chữ nghiêng đúng không, span chèn vào lát đúng không, chữ nghiêng nghiêng đề bài nghiêng xong rồi đúng không, xong mình cần thêm vạch chân thôi chưa, vạch chân này thì chỗ này đúng không, thì mình chỉ việc là cho nó một cái class nữa đúng không, cái chỗ đặt tên của này đúng không, là cái chân này đặt tên của lại cho span tiếp class nhảy chân chưa đúng không, chỗ nào cần cái chân thì mình cho thêm vào thôi đúng không, chữ điểm này đúng không, triển khai giao thức này đây span chữ nghiêng đây copy lên luôn chân triển khai giao thức ở chân này để xác thực hai này ở chân này chặn bắt các phân tích chặn bắt phân tích các thông điệp đúng không, này là chân đúng không, thì mình lại cho vào chân
cho từ thằng này đúng không, từ đầu này đến cuối này cái chân đúng không, thì mình cho tất cả là một span chung chặt bắt này đầu đến cuối, cho một cái thằng span chung. Chặt bắt đầu. Đây đúng không? Span này là chân. Chưa? Cái này chỉ là sửa về tách cái thứ đúng không? Chưa? Hai cái này. Đúng không? Thì này chủ yếu là dùng về cái thằng chữ nghiêng đúng không? Chữ đậm này đúng không? Cái chân. Ba này thôi đúng không? Rồi. Tiếp theo này. Bài 2. Tạo cái mẫu này. Mọi người tạo cho mình cái mẫu đăng nhập đi. Ừ, em dùng cái gì cũng được, tùy em. Thẻ áp hả? Ừ. Ừ đúng rồi, thẻ áp hoàn từng. Giao diện này làm như sau, rất đơn giản thôi. Thêm vài dòng ở dưới này. Đúng không? Trước tiên này mình cứ tạo ra một khối div để chứa bọn này đã nhá. Chưa? Rồi. Username này, password đúng không? Để hai thằng username pass để hai cái ô input này nó cách đều nó thẳng hàng nhau này, đúng không? Thì mình cần phải set cái độ rộng cho hai thằng này bằng nhau đúng không? Đấy, thì mình sẽ làm như sau. Cho cái thằng dạng chữ username và password kia vào một cái ô div riêng. Input này trong này password input đây, thì do hiệu ứng của cái thằng div này thì input đang bị đẩy xuống dòng đúng không, thì bây giờ mình muốn cho lên cùng dòng thì mình sẽ cho là class là line chẳng hạn đúng không? Inline chẳng hạn. Hai này cùng class luôn để nó chẳng khác gì nhau. Đúng không? Là display flex là xong. Đúng không? Nên dòng này đang lệch nhau đúng không? Hai này đang lệch nhau này. Đấy thì mình sẽ cho cái thằng khối div này nó một cái độ rộng cố định đúng không? Rộng xem này lại đang rộng bao nhiêu pixel nào. Hiện tại thằng này đang rộng 6 khoảng 64 đúng không? Thì mình sẽ cho lên thành 70 đi, chưa? 80 pixel đi. Đúng không? Cho hai thằng chữ này, đúng không? Lát và text chẳng hạn. Hai thằng này rộng 80 pixel. Thì rộng bằng nhau không? Thì đẩy cái này ra thẳng hàng. Được chưa? Về đang bị khít nhau này đúng không? Mình muốn nó cách giao đoạn như này thì mình làm thế nào để có thể mình thêm cái thẻ xuống dòng cho nó. Thẻ BR chẳng hạn. Thẻ BR là cái thẻ xuống dòng nhá. Như này. Đúng không? Và nếu mình không muốn nó rộng rộng như này đúng không? Thì mình cho nó một cái margin. Đấy, margin khoảng 10 pixel thôi chẳng hạn. Inline này, đúng không? Zin khoảng 10 pixel. Được. Nó khoảng trống như này. Rồi, bây giờ muốn ra giữa đúng không? Muốn căn cái bọn này ra giữa này. Được chưa? Thì mình làm như thế nào? Thằng inline này, đúng không?
mình đã flex đúng không? Thì mình cho rớt DeFi Center. Xong. Hả? Flex là nếu mà nó đủ đủ trong hàng nó sẽ mở để flow là đâu. Còn nếu quá hàng nó sẽ thành glue. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi đúng không? À có cái nút click me đúng không? Ok, cái nút click me nữa. Cái nút nữa đúng không? Mình sẽ cho mày thằng này đi. Thử ra gì nhá. Đây, đang ở đây đúng không? Mà đề bài này nó thẳng hàng với chữ này đúng không? Tức là sao? Tức là cái bọn này nó đang nằm chung chung trong một cái khối deep đúng không? Chung trong một khối deep được chưa? Thì mình sẽ làm như nào? Đây, mình sẽ bao ngoài bọn này một khối deep này. Đó. Cho cái thằng này xem quả là như thế nào nhá. Vào một cái div này được chưa, và để xét thằng này sang đây đúng không, thì mình sẽ cho cái bọn này một cái độ rộng cố định chẳng hạn, width khoảng 500 đi. Chưa, không có center nữa đúng không? Thì nó ra đây đúng không? Bây giờ mình sẽ cho cái thằng bao ngoài này là flex center đúng không? Theo dạng column like column thành ở legend hay từ rồi. Cái phần này mọi người làm được rồi đúng không, hay là có vấn đề gì không, bị sao bị sao? Bài tiếp theo bài table đúng không, thì thằng cú pháp table này đơn giản đúng không? Table này rồi đến trtd đúng không? Đây html này table, trong table sẽ có tr này. Tr là gì, là các cái dòng đúng không, gọi là table row ấy đúng không? TD là table detail đúng không, tức là nội dung của một dòng đúng chưa. Đây là username này đúng không? Mình sẽ tạo thành ba cái đúng không, password và address. Rồi, ba hàng đúng không, not me một thái hàng đúng không, nó sẽ rồi xem nhá, xem mình đang có ra kết quả là gì nhá. Đây này, đây nó sẽ cho mình một cái bảng như này đúng không, nhưng bảng này chưa có border đúng không, mình thêm border vào cho nó nhá.
border này, có các cái thẻ này TR, TD này, table đúng không? Thì mình sẽ thêm cái border cho cả ba cái này, chưa? Table, TR, TD, border. Cell solid blank đúng không? Thêm xong thì nó sẽ có cái bảng kiểu này đúng không? Đấy. Phẩy nhá. Mình đang cần thêm cho thêm border cho cả ba cái này đúng không? Thì mình phải dùng phẩy đúng không? Anh em mà để như này thì nó hiểu là mình chỉ thêm cho td thôi đúng không? Không thêm cho td vào table. Đây. Thì đây thêm cho cả ba thằng này. Chưa? Rồi. Nhưng mà đề bài mình lại muốn làm cái bảng nó như thế này đúng không? Một hàng thẳng này đúng không? Nó không muốn nó bị kiểu có cái khe giữa này đúng không? Thì mình vừa có tìm trong người ấy, thì cái thằng khử cái khe giữa này chính là cái thằng border collapse. Chưa? Thì mình cho riêng với thằng table. Border collapse. Thì mình sẽ có một cái border nó mảnh như này đúng không? Đấy. Bây giờ xem này. Cái ô của mình đúng không? Nó đang to này đúng không? Mình có thể mình cho nó to khoảng tầm 200 pixel, 150 pixel đi, được chưa? Để mình căn chỉnh ở giữa, được nhá. Cho cái thằng TR này đúng không? Rộng 120 pixel. Cả TD này. TD width 120. Đúng không? Chưa? Các dòng đều rộng 120 đúng không? Rồi, bây giờ muốn chỗ này căn giữa, muốn thằng này căn giữa đúng không? Thì mình sẽ cho nó thành take align center là được đúng không? Được chưa? Những cái thằng cái dòng đầu tiên đúng không? Dòng đầu này. Trong thằng này đúng không? Là chân căn giữa đúng không? Những thằng còn lại không căn giữa đúng không? Thì mình cho thằng này thôi đúng không? Lát đúng không? Đâu. Là căn giữa được rồi. Thế mình sẽ tạo một cái class là căn giữa, mình cho chúng nó giữa này đúng không? Class căn giữa này. Take align center. Nó thử đi. Thì có đầu căn giữa đúng không? Còn hai thằng này chưa căn giữa đúng không? Để bài có hai thằng này căn giữa đúng không? Thì mình sẽ thêm riêng cho hai thằng này đúng không? Giữa này. Class căn giữa này cho hai thằng 1 và 2 đúng không? Đây. Lại giữa đúng không? Rồi, bây giờ mình muốn kích table ra giữa cho dễ nhìn nhá. Chữ này chữ động đúng không? Thằng này chữ động đúng không? Thì mình sẽ cho nó là thành full width đúng không? Thêm cái full width cho nó để nó thành chữ động đúng không? Rồi. Những thằng này chữ động này. Thằng một chữ động này đúng không? Và một cái thằng MB chữ động đúng không? Thì mình sẽ set riêng cho nó, được chưa? Thêm một cái class là chữ động này. Là class chữ động là mình có từ bài 1 rồi đúng không? Thì mình dùng luôn, được chưa? Chữ động đây, đúng không? Dùng luôn. Mình thêm vào đây đúng không? Thằng 1 là chữ động đúng không? Cho thêm vào đây này. Rồi nha. Xem lại này. Đúng không? Thằng 1 là chữ động đúng không? Bây giờ có cái chữ emi này chữ động đúng không? Thì mình cho nó vào trong cái span là được. Emi này. Cho một cái span. Đấy. Class vào chữ động. Rồi nha. Đây. Nó đang bị giấu cách đúng không? Mình không cho cách nữa. Đúng không? Rồi. Chữ này chữ nghiêng đúng không? Chữ nghiêng đúng không? Thì mình lấy bài 1 luôn đúng không? Bài 1 có cái chữ nghiêng rồi. Dùng luôn. Chưa?
Đấy, cái bài table này chỉ vậy thôi. Giao diện này như thế nào? Trước khi làm một phân tích nhá. Phân tích này. Thứ nhất, anh em thấy này, thằng này căn lề trái đúng không? Cái thằng đăng nhập vào input này nó đang căn lề trái này, đúng không? Sao thằng này lại căn lề phải này? Sao thằng này lại căn giữa này? Thằng này căn giữa này đúng không? Đang giữa này lại sang căn trái này. Căn trái xong lại sang căn phải này. Xuống căn giữa này. Tức là sao? Tức là những khối này này. Khối căn giữa này nằm khối riêng này. Khối căn trái nằm khối riêng này. Khối căn phải nằm khối riêng này. Bọn này nằm khối riêng này. Đúng không? Đấy thì nó đang chia ra một cái ô này là có một khối này, hai khối này, ba khối này, bốn khối. Chưa? Thì mình sẽ tạo ra một cái khối bao quanh bọn này. Rồi cái khối nhỏ hơn đúng không? Chúng ta làm nhá. Chỉ tạo ra cái file riêng đi. Đúng không? Trước tiên mình tạo ra một cái thằng HTML và dẫn link luôn. Rồi cấu trúc mình sẽ có mấy thằng div bên ngoài này, chưa? Cần đặt container chẳng hạn. Bên trong này nằm cái thằng chứa login đấy đúng không? Class bằng login. Rồi, bây giờ mình cứ tạo cái khung mới trước nhá. Thằng login này mình sẽ cho nó độ rộng là bằng khoảng 300 pixel đi, được chưa? Login này rộng khoảng 300 pixel. 250. 250 pixel này có border đúng không? Mình thử border cho dễ nhìn nhá. Rồi, còn thằng này mình sẽ cho căn giữa để cái đây, hiện tại nhá thì cái bài của mình nó đang như thế này. Hiện tại bài của mình nó đang như này đúng không? Mình chưa có chiều cao này và nó là sát bên phải đúng không? Sát bên trái đúng không? Bây giờ mình cho giữa này và cho nó giữa nhá. Thì mình cần phải cho cái thằng trang đó đúng không, là flex và justify center đúng không? Rồi. Trang đó này flex đúng không, center chưa, là giữa đúng không? Rồi ừ. Thằng nào bên ngoài ấy, nó sẽ tự hiểu là 100% luôn. Rồi bây giờ nhá, mình cần có những nội dung bên trong đúng không? Nội dung này có một cái là login đúng không, căn giữa đúng không? Thì mình sẽ tạo ra một cái khối div là login, chữ login ở bên trong căn giữa div đúng không? Chữ login class này, header chẳng hạn, chủ đề chẳng hạn này đúng không? Tạo khối này, cái khối này là cái khối input đúng không? Đấy, cái khối input. Input. Và một khối input này. Và một cái khối này là cái khối chữ này, đúng không? Khối tag đi, gọi là tag đi. Đấy, cái khối dưới là cái khối button này chẳng hạn. Tách ra bốn khối này. Chưa? Bây giờ mình sẽ làm việc với từng khối đúng không? Rồi thằng login này bây giờ muốn nó ra giữa đúng không? Thì mình xét cái class của thằng này là giữa đúng không? À đúng rồi, chữ to đúng không? Thì để H1 được chưa? Mình không để div nữa, để H1. H1 đúng không? Header này cho text align center là được.
giữa đúng không? Rồi này hơi nhỏ quá này, cho thành mấy trăm pixel nữa đi. Rồi cái phần nhập này đúng không? Đấy thì mình sẽ có dòng chữ là nhập email này, nhập mật khẩu đúng không? Và input này. Được. Đấy, đi. Không? Nhập email input không? Nhập mật khẩu. Xem đang gì nhá. Đây, mình đã có hai thằng cùng hàng đúng không? Và đã lệch đúng không? Rồi, bây giờ mình muốn cho thằng này xuống hàng này, đúng không? Thì mình chỉ phải là cho thằng input này độ rộng nó to lên đúng không? Cho nó rộng nó to lên cả ô này được. Chưa? Input nhá. Cho tất cả thẻ input này. Độ rộng 100%, à, rộng bằng cái thằng trên đúng không? Thằng to nhất. Không, 100% nó hiểu là 100% cái mặc định của nó. Được chưa? Và đây mình sẽ quên là mình phải có cả cái thằng sao đúng không? Thiếu cái thằng xóa cái mặc định này. Sẽ một điều ừ thằng này thằng input này nó khác, nó sẽ có cái kiểu như ảnh ấy, đúng không, ảnh của nó ấy. Một cái ảnh nhá, thẻ ảnh nhá đúng không, thì nó sẽ có cái width height mà định của nó đúng không, cái để 100% nó sẽ đạt hiện cái 100% cái kích cỡ thật của nó. Ừ, deep thì nó deep deep là mình chưa xét gì đúng không, khi mình chưa cho gì cả nó là một cái dấu chấm đúng không, thì em xét width height nó sẽ như vậy. Còn cái kia nó có cái width height mà định của nó rồi đúng không, thì hiểu mà định. Input đây đúng không? Rồi, bây giờ mình muốn này, xem nào, cách cho ra đúng không? Thì cho thêm cái dòng chữ để to ra đúng không? Thì mình cho nó thêm cái độ 2 nữa, hát thành 3 pixel đi, đúng không? Và cách nhau ra nữa, được chưa? Thì có class gì? Lấy input này luôn đúng không? Input cho thêm cái margin 10 pixel xung quanh, à, trên dưới đúng không? Margin này đúng không, bên dưới một pixel này, hai bên không có này, chưa, vậy là mình đã xong cái phần này đúng không, à vui đăng nhập email này, vui đăng nhập mật khẩu này, cái này mình sẽ dùng cái gọi là placeholder đúng không, đấy placeholder này đúng không, vui lòng nhập email. Không. Đúng không? Vậy là mình đã xong cái khô cái ô này đúng không? Còn thêm dấu hai chấm sao nhỉ? Đây. Cái phần trên này xong đúng không? Bây giờ mình xử lý xuống phần dưới. Phần này. Đúng không? Thằng này nó căn bên phải đúng không? Sẽ gồm là bạn quên mật khẩu này và kết nối cao đúng không? Đây. Có hai dòng. Và một dòng là bạn quên mật khẩu. Kết nối cao. Cao đúng không? Là một cái là sign up đúng không, chữ xanh đúng không, span ừ. A đi đúng không, A sign up chưa, link này có thể trong một cái link gì đấy tạm thời như để không,
nó ra bên trái đúng không, mới sang bên phải này, thì mình sẽ cho cái thằng tách này đúng không thành sang bên phải. Tiếp lại đúng không, rồi là sang phải đúng không, chữ này có link đúng không, thì mình cũng cho vào thẻ A. Cái gì tạo thành ở đây đây đúng không, vậy mình xong ô này, thằng này không có cái chân đúng không, hai này chữ xanh đúng rồi nhưng mà không có cái chân đúng không, thì mình cho nó bỏ cái decor nó đi chưa, thì đang thẻ A đúng không, tất cả thẻ A đúng không, thì mình cho thẻ A này bỏ cái trang trí cái chân đi, A này đúng không, tích decor đúng không, năm không ra trí gì nữa cả, mất cái chân chưa. Rồi nhá, xong ô này nhá đúng không, mình sau tiếp theo ô nút này đúng không, rồi ô tiếp theo này, nút này mình cần một cái nút này cắn dưới hết đúng không, được chưa, thì một cái login này input button đúng không, login chữ o login ở dưới đúng không, h2 gì đấy, h3 gì đấy đúng không, o này login with Facebook, một tuần nữa đúng không, icon này đúng không, thì mình cho vào trong đấy photosum đúng không, rồi tìm cái thằng photosum CDN dùng icon đúng không, thì mình sẽ dùng tải photosum về dùng gắn link này, link đây là trước đẳng rồi đúng không, tiếp vào là dùng được. Phone này mình cần tìm thằng Facebook đây đúng không, copy đúng này đúng không, rồi bây giờ mình cần căn giữa này đúng không, căn ra giữa vài ô này, kem input này nó to to cả màn hình đúng không, to là cả ô đúng không, được chưa, thì mình cho in cái button width 100% là được đúng không? Trên này không button gì cả đúng không, cả đúng không, thì mình gọi button là gọi hai thằng này rồi, không phải nói cho thằng khác nữa đúng không, thì mình không phải đặt class nữa, button width 100%. Được đúng không, cho nó to ra chẳng hạn, nhìn thằng chắc là để khoảng tầm 40 pixel gì đấy, hai mươi đúng không, nền xanh này, một thằng xanh kiểu rồi, hai thằng màu xanh khác nhau, thằng này chữ trắng này, chữ trắng đúng không, chữ trắng nền xanh đúng không, rồi color white đúng không, background color white rồi, color white đã đúng không, còn background thì nó sẽ tùy hai thằng khác nhau đúng không, một thằng màu xanh này thằng xanh kia đúng không, rồi thì mình sẽ cho một thằng là button một, button hai, hai chưa, thằng một một đến khác đúng không, thằng kia một đến khác đúng không, vào không inspect là gì đây,
sắc không? Không có cái style nào. Ví dụ ở đây xem. Đây. Màu sắc. Ok. Ở đây rồi, đã màu đây, copy thẳng, đã màu đây, copy hai thẳng. Được chưa? Sẽ có hai thằng này đã màu chuẩn luôn. Không? Rồi, thêm màu viền nữa. À. Đây. Không vào một cái chỗ nào có màu nhá. Đi đút vào này. Thì nó mở cái bảng này ra không? Rồi. Là bo viền đúng không? Thì mình cho border radius vào. Thằng này nó bo ngắn hay bo dài đúng không? Thằng chắc là một thằng này bo 2 pixel hay 4 pixel gì đấy. Border radius. Thằng bo pixel hay đấy này, thử xem nào. Đây chắc khoảng 10 pixel. Ngon và mọi ý này, cái này nó không không có viền đúng không, thì bỏ viền border đi, được chưa? Border nào, thì nó sẽ mất cái viền đi, nó chỉ có màu thôi, cái này đúng không? Rồi và đấy này, chữ này đúng không? Bên trên thì đúng rồi, bên dưới này chưa đúng không? Mình phải cho cái thằng này nó thêm cái margin nữa, đẩy xuống này, đẩy xuống đúng không? Hoặc là nó là cái của thằng button này đúng không? Button là sẽ có cái margin của nó, margin trên dưới đúng không? 15 pixel không chẳng hạn đúng không? Đấy là giữa đúng không? Thì mình đã cho thằng cha của bọn này là căn giữa, thằng cha bọn này là nào? Thằng này đúng không? Take ở lại center. Đúng không? Rồi này, bỏ hết border đi nhá, chưa? Border này, bút này, được sao? Yêu cầu đúng không? Di chuột vào, nút login, thì đổi màu khác đúng không? Thì mình cho nó hover, được chưa? Thì nút login là cái nút một đúng không? Phần một, hover. Đúng không? Background rồi một cái màu này đi. Chưa? Nhầm à? BTN1 một. Nó thêm cái cú sau quay tiêu là được. Cho tất cả bức tường này. Chưa? Đúng không? Từ trước khi làm mình phải phân tích ra đúng không? Mình thấy những thằng bất thường không? Thằng này giữa này, thằng này đẩy sang trái, thằng này sang phải đúng không? Thì mình nghĩ ra anh nghe được không? Thằng này những khối riêng. Được chưa? Mình tách khối ra, mình tách khối ra trước đúng không? Rồi mình làm từng khối một. Để như vậy. Được chưa? Bài này cũng gọi là một trong những cái đơn giản thôi. Đấy, anh em về nhà mình để tập thêm nhé. Bài này chắc là mình mọi người cũng tự làm được đúng không? Chỉ mình làm hơi lâu đúng không? Đấy.
Thì bên nhà anh em nghiên cứu thêm nhá, tự làm lại chưa, cho cũng tay. Ok.